Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 11 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu lời Chủ chăn tháng 11 năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ người. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 thùng lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Có một câu nói mang ý nghĩa tiêu cực nhưng khá thông dụng mà ngày nay người ta hay dùng là thẳng thắn, thật thà, thường thua thiệt, lọc lừa, lươn lẹo, lại lên lương. Nếu nói thế, phải chăng gian dối dù không hợp tình hợp lý nhưng lại hợp thực tế sao? Trong thực tế, sự khôn khéo nhiều lúc mang tính cách giả hình, không trung thực,
nhưng điều đó vẫn dễ dàng làm vừa lòng người khác hơn. Người quản lý nơi dụ ngôn mà Chúa Giê-xu nói với các môn đệ trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe có chút gì lươn lẹo, gian trá như thế? Tuy gian dối, nhưng anh chàng quản lý đó đã thật khôn khéo sắp xếp để có thể lấy lòng người khác, hầu sau khi bị mất chức sẽ có người mang ơn mà đến đón anh về nhà họ. Có phải Chúa Giê-xu dạy cho các môn đệ rằng hãy bắt chước cách thức khôn khéo theo kiểu của tên quản lý bất lương kia không? Chắc chắn không phải thế, vì đó là cách ứng xử gian ngoan theo kiểu con cái thế gian. Chúa Giê-xu không khen người quản lý bất lương vì anh đã phung phí của cải của ông chủ, nhưng khen ngợi anh vì anh đã hành động khôn khéo, giảm nợ để gây thiện cảm với các con nợ của chủ. Từ chuyện khen ngợi anh quản lý có sự khôn ngoan theo kiểu con cái thế gian, Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ và cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy có được sự khôn khéo của con cái ánh sáng. Cho dẫu rằng con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại, nhưng chúng ta dám chấp nhận sự ít khôn khéo mà được bước đi trong ánh sáng. Vậy làm sao để có thể phân biệt được sự khôn ngoan theo kiểu thế gian và khôn ngoan của con cái ánh sáng? Sự khôn khéo kiểu thế gian, cách nào đó luồn lách, lươn lẹo, lấn lướt lương tâm, họ khéo léo làm mọi sự bất chấp thiệt hại, hầu đạt được tất cả. Ngược lại, sự khôn ngoan của con cái ánh sáng là hành động với sự minh mẫn và khôn ngoan trong việc phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh, suy nghĩ chín chắn và ứng xử thích hợp với căn tính mình để có thể tỏa sáng giữa thế gian. Khôn ngoan của con cái ánh sáng nhiều khi phải chịu thiệt thòi ở đời này, chấp nhận vụng về trước thế gian, nhưng bù lại, họ trở nên khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan của con cái ánh sáng, cho dẫu bị thua thiệt trước thế gian. Xin cho chúng con luôn trung tín với Chúa, để chúng con biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống hôm nay, hầu mai sau chúng con cũng được kết hợp với Chúa muôn đời. Amen. Người đời dạy con nắm giữ thật chặt, nhưng Chúa dạy con phát hết cho người. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa, người đời dạy con sẵn sàng dừng lại, nhưng Chúa dạy con sẵn sàng mà đi. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại nhà thờ Tin Lành ở Texas, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình các nạn nhân vụ xả súng chết người tại một nhà thờ Tin Lành thuộc bang Texas, Hoa Kỳ hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 11 vừa qua. 26 người đã bị giết chết trong vụ tấn công, bao gồm cả một bà mẹ trẻ đang mang thai. Các nạn nhân ở trong độ tuổi
từ 18 đến 77. Khoảng 20 người khác bị thương, trong đó có 10 người ở trong tình trạng nguy kịch. Trong bức điện thư chia buồn gửi đến Đức Tổng Giám mục Gustavo Garcia Siller của Tổng giáo phận San Antonio, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco thật đau lòng khi nghe biết về hành động bạo lực vô nghĩa đã cướp đi mạng sống của nhiều người và của những người bị thương tại nhà thờ Tin Lành Baptist Sutherland Springs. Đức Hồng Y viết tiếp, Đức Thánh Cha xin Đức Tổng Giám mục Gustavo chuyển lời chia buồn sâu sắc của Ngài đến các gia đình các nạn nhân và những anh chị em bị thương, đến các thành viên của chi hội và toàn thể cộng đồng địa phương. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng cho biết, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và khẩn nài Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, an ủi tất cả những ai đang than khóc và ban cho họ sức mạnh tinh thần để vượt thắng bạo lực và thù ghét bằng sức mạnh của lòng tha thứ, niềm hy vọng và tình yêu hòa giải. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương, bạn sẽ đánh mất tất cả. Đừng đánh mất khả năng yêu thương, bởi vì nếu đánh mất khả năng cảm nhận rằng mình được yêu thương, thì bạn sẽ đánh mất tất cả. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng mùng 6 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha chia sẻ, trong bài tin mừng theo Thánh Luca hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn minh họa cho lời chúc phúc. Phúc cho kẻ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa. Đó là dụ ngôn về việc các thực khách được mời dự tiệc. Chúa khuyên là hãy đi mời đến dự tiệc tất cả những ai không có khả năng ăn đi trả lại. Có một người dọn tiệc linh đình và mời nhiều người tới dự tiệc. Nhưng những người được mời đều không muốn tới dự tiệc, cũng không thích thú gì chủ nhà và cũng chẳng đoái hoài gì đến lời mời của chủ. Họ hành xử như thế bởi lẽ đối với họ, lợi lộc, lợi ích quan trọng hơn lời mời. Trong số họ, kẻ thì bận đi xem đất, kẻ thì bận mua bò, kẻ thì nói là do mới cưới vợ. Thực tế, điều quan trọng đối với họ là có thể kiếm lợi được gì, có thể sở hữu được gì. Họ bận rộn giống như ông phú hộ lo lắng tích trữ kho tàng, rồi chết đi ngay trong đêm. Họ bị ràng buộc, bị lệ thuộc vào các lợi lộc, đến nỗi đóng cửa lòng trước thần khí. Và như thế, họ không thể hiểu được tính vô vị lợi của lời mời. Nếu không hiểu được tính vô vị lợi của lời mời của Thiên Chúa, thì bạn chẳng thể hiểu gì cả. Lời mời của Thiên Chúa luôn luôn là vô vị lợi. Nhưng mà, để được dự bàn tiệc này, thì phải trả giá nào? Tấm vé vào cửa là dành cho những người đau ốm, những người nghèo, những kẻ tội lỗi. Có thể đối với bạn, họ bị gạt ra bên ngoài cửa, nhưng kỳ thực, vé vào cửa là dành cho những ai cần được chữa lành cả thể lý lẫn tâm hồn. Tấm vé là dành cho những ai cần được chăm sóc, cần được chữa bệnh, cần tình yêu mến. Như thế, có hai điều ở đây. Một mặt, Thiên Chúa không đòi hỏi gì hết. Và Ngài nói với các đầy tớ, đi mời tất cả những ai nghèo đói, tàn tật, đau ốm, cả tốt lẫn xấu, vào dự tiệc. Vé vào cửa là miễn phí và không giới hạn. Thiên Chúa đón tiếp mọi người. Ngài đón nhận tất cả chẳng trừ một ai. Nhưng mặt khác, những người đã được mời trước lại không hiểu được tính vô vị lợi của lời mời của chủ tiệc.
Có những người luôn nghĩ tới lợi ích này nọ, lợi lộc riêng này kia. Với họ, khi có món quà này, ngay lập tức họ nghĩ tới món quà khác. Nghĩ theo kiểu ăn đi trả lại, nghĩ theo kiểu trao đổi. Dịp này tôi tặng anh món quà này, và dịp khác anh sẽ tặng lại tôi món quà khác. Đối với Thiên Chúa thì khác, Ngài không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đối với Ngài chỉ có tình yêu thương và lòng thành tín. Bởi vì Ngài là tình yêu và mãi mãi trung thành. Ơn cứu độ không phải là điều gì đó để mua bán đổi chác. Ơn cứu độ là lời mời gọi nhưng không mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài mời chúng ta vào dự tiệc nước Thiên Chúa. Phúc cho những ai được dự tiệc nước Thiên Chúa. Đó chính là ơn cứu độ. Thế nhưng, có những người không sẵn lòng đi vào dự tiệc, vì họ muốn cảm thấy mình an toàn, vì họ đánh mất đi ý nghĩa của tính nhưng không, đánh mất ý nghĩa của đặc tính vô vị lợi. Và như thế, nếu như có thể nói, con đường của tình yêu thương là điều đẹp nhất, thì cũng có thể nói, điều xấu xa nhất là đánh mất khả năng yêu thương và đánh mất khả năng cảm nhận mình được yêu thương. Tôi không nói rằng bạn có thể đánh mất khả năng yêu thương, bởi lẽ khả năng yêu thương tự nó có thể phục hồi. Nhưng tôi nói rằng khi bạn đánh mất khả năng cảm nhận tình yêu thương thì bạn không còn có hy vọng, và khi ấy bạn đánh mất tất cả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn lời chủ trăn tháng 11 năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Lời chủ trăn nói trên có chủ đề: Linh mục và tu sĩ thánh, ơn gọi nên thánh với lòng thương xót. Đức cha Giuse bắt đầu lời chủ trăn như sau: Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, tháng 11 được bắt đầu với lễ trọng mừng kính các thánh nam nữ và lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, thường được gọi là lễ các đảng hay lễ các linh hồn. Sống tâm tình hội thánh cùng thông công, chúng ta tôn vinh các thánh nam nữ trên trời, đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, nhất là các linh hồn ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Nhân dịp lễ kính mừng các thánh nam nữ, tôi muốn lặp lại lời của Công đồng Vaticano thứ hai, mời gọi tất cả quý cha và quý tu sĩ nỗ lực nên thánh. Ngoài ra, giáo phận chúng ta đã lấy tinh thần lòng thương xót làm điểm nhấn để thúc đẩy và hướng dẫn hành trình đời sống thiêng liêng và chương trình mục vụ trong năm qua và vẫn còn tiếp tục trong những năm sắp tới. Kết hợp hai chiều kích thiêng liêng trên đây, tôi xin chia sẻ một vài suy tư qua đề tài Linh mục và tu sĩ thánh, ơn gọi nên thánh với lòng thương xót. 1. Lời mời gọi nên thánh. A nhỏ, linh mục và tu sĩ thánh, trong giáo hội tất cả là thánh. Trong tâm thức phổ thông của người tín hữu, danh xưng thánh được áp dụng cho những tín hữu trội vượt, được giáo hội tuyên dương như mẫu gương của đời sống nhân đức và thánh thiện để mọi người noi theo. Do đó, việc nên thánh được coi như việc dành riêng cho một số người đặc biệt. Tuy nhiên, trong Thánh Kinh, danh xưng thánh được dùng chung cho toàn thể giáo hội và cho mọi tín hữu. Giáo hội được gọi là đoàn dân thánh, và các tín hữu Chúa Kitô được gọi là các thánh. Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem.
Sách Công vụ Tông đồ chương 9 câu 13. Bấy giờ ông Phêrô rảo khắp nơi, xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lốt. Sách Công vụ Tông đồ chương 9 câu 32. Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giê-xu người Nazareth. Đó là điều tôi đã làm tại Jerusalem. Được các thượng tế ủy quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh, và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. Sách Công vụ Tông đồ chương 26, câu 9 và câu 10. Giáo huấn của Thánh Kinh đã được phản chiếu rõ ràng trong Công đồng Vaticano thứ hai. Hiến chế về giáo hội Lumen Gentium đã làm nổi bật hình ảnh về giáo hội như dân thánh, và do đó, mọi thành phần của giáo hội được mời gọi nên thánh. Được cho ban nhiều phương tiện cứu độ dồi dào và cao quý, tất cả các Kitô hữu, dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như chính Chúa Cha là đấng trọn lành. Lumen Gentium số 11. Chương 5 của Hiến chế Lumen Gentium có tựa đề Ơn gọi phổ quát nên thánh trong giáo hội đã xác định ngay trong số đầu tiên của chương này. Tất cả mọi người trong giáo hội, hoặc thuộc hàng giáo phẩm, hoặc được hàng giáo phẩm coi sóc, đều được kêu gọi nên thánh, như lời Thánh Tông đồ dạy. Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh. Việc nên thánh không phải là đặc ân dành riêng cho một thiểu số, và không phải là một điều phụ thuộc, nhưng là ơn gọi căn bản của người tín hữu Chúa Kitô. Các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Lễ các thánh cho thấy khuôn mặt muôn màu muôn vẻ của các tín hữu thánh thiện. Có thánh là vua, là hoàng hậu, nhưng cũng có nhiều thánh là thường dân. Có thánh rất giàu sang, nhưng cũng có nhiều thánh nghèo hèn. Có thánh sức khỏe dồi dào, nhưng cũng có thánh đau yếu bệnh tật. Có thánh là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, nhưng cũng có nhiều thánh là giáo dân. Do đó, mọi tín hữu đều có thể nên thánh, và cần nỗ lực nên thánh. Ơn gọi nên thánh càng là đòi hỏi khẩn thiết đối với các linh mục, vì không những được kêu gọi nên thánh như mọi tín hữu, mà còn có sứ vụ thúc đẩy và hướng dẫn đoàn dân Chúa nên thánh. Hơn nữa, sự thánh thiện là bí quyết thành công cốt yếu cho thừa tác mục vụ của các ngài. Còn các tu sĩ, do chính ơn gọi thánh hiến, có sứ vụ phải làm chiếu tỏa vẻ đẹp của sự thánh thiện để lôi kéo đoàn dân Chúa nên thánh. Lý tưởng không phải là trở thành linh mục hay tu sĩ, nhưng trở thành linh mục thánh, tu sĩ thánh. Đoàn dân Chúa cần được nuôi dưỡng bằng những mầu nhiệm thánh, nhờ tác vụ do các linh mục thánh thực hiện, và được khích lệ bởi sự hiện diện của các tu sĩ thánh. B nhỏ, cốt lõi của sự thánh thiện, thương yêu trong mọi hoàn cảnh. Sự thánh thiện nơi các thánh thì muôn hình vạn trạng, nhưng tất cả đều xuất phát và hội tụ nơi một điểm duy nhất là tình yêu của Thiên Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của người. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 4. Để nên thánh chỉ cần thương yêu, nhưng phải là sự thương yêu phản ảnh tình thương của Thiên Chúa. Như thế, nên thánh thật đơn giản, nhưng cũng thật khó khăn. Nên thánh không cần phải làm chuyện gì mới lạ, lớn lao, nhưng chỉ lấy lòng mến Chúa yêu người, làm nguồn gợi hứng, nguồn sức mạnh, và thước đo cho mọi việc bổn phận hàng ngày. Chúng ta có thể ví lòng mến Chúa yêu người như những hạt muối hay những giọt nước mắm. Thịt, cá, tôm, cho dù là loại hảo hạng, tự mình, thịt thì nhạt, tôm cá thì tanh. Nhưng khi người nấu ăn rắc vào ít hạt muối và rót vào mấy giọt nước mắm, chúng sẽ trở nên đậm đà và thơm ngon.
đưa thương yêu vào công việc bổn phận hàng ngày, xem ra đơn giản nhưng lại hết sức khó khăn, vì trong lòng mỗi người ẩn nấp nhiều dục vọng, thú vui, tự ái và tham lam ích kỷ. Vì vậy, con đường nên thánh đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận chiến đấu ngay trong lòng mình, chống lại sức mạnh của dục vọng, tự ái, tham lam ích kỷ và những sức quyến rũ của sự dữ và tội lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng 11 năm 2017 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục tu sĩ nam nữ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói sơ lược về việc chuẩn bị và cử hành bí tích hôn phối, cũng như nói về sự ưng thuận kết hôn của hai người phối ngẫu là điều kiện chính yếu làm nên bí tích này. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về hiệu quả, lợi ích và những ràng buộc của bí tích hôn phối. Bộ giáo luật của Giáo hội Công giáo dạy rằng, từ một cử hành bí tích hôn phối hữu hiệu, giữa hai vợ chồng phát sinh một mối dây ràng buộc vĩnh viễn và duy nhất. Ngoài ra, trong hôn phối Kitô giáo, vì là một bí tích riêng biệt, nên hai vợ chồng được củng cố, được thánh hiến nhằm hướng tới các thiên chức làm cha, làm mẹ và những trách nhiệm của đời sống hôn nhân gia đình. Trước hết là về sự ràng buộc của hôn nhân. Sự ràng buộc của hôn nhân do chính Thiên Chúa ấn định, cũng chính Ngài xác nhận lời cam kết của hai người khi họ hoàn toàn tự do, ưng thuận, tự hiến và đón nhận nhau. Từ hôn ước của họ phát sinh một định chế vững chắc theo ý định của Thiên Chúa và có giá trị trước mặt cộng đồng nhân loại. Như thế, tình yêu vợ chồng thực sự được kết hợp trong tình yêu Thiên Chúa. Sự ràng buộc của đôi hôn nhân do chính Thiên Chúa liên kết, cho nên một khi hôn nhân giữa hai người tín hữu đã thành sự và hoàn hợp, thì không bao giờ có thể gỡ bỏ được. Mối liên kết này là kết quả của việc hai người tự nguyện kết hôn và do sự hoàn hợp của hôn phối. Đây là một thực tại không thể đảo ngược và trở thành một giao ước được Thiên Chúa là đấng trung tín gìn giữ. Hội Thánh không có quyền nói ngược lại điều đó. Kế đến là về ân sủng của bí tích hôn phối. Ân sủng đặc biệt của bí tích hôn phối là kiện toàn tình yêu của hai vợ chồng, củng cố sự hiệp nhất bất khả phân ly của họ. Nhờ ân sủng này, họ giúp nhau nên thánh trong đời sống gia đình, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Giáo phụ Tertulliano đã diễn tả rất tuyệt vời nét cao cả và vẻ đẹp của đời sống vợ chồng trong Đức Kitô rằng: có cuộc sống của đôi bạn nào đẹp cho bằng cuộc sống của đôi bạn Kitô hữu? Họ được kết hiệp do cùng một niềm hy vọng, cùng một ước nguyện, cùng một nếp sống, cùng một công việc phục vụ. Cả hai cùng là con một cha, cùng phục vụ một Thiên Chúa. Vì thế, không gì phân rẽ họ được,
cả trong tinh thần cũng như trong thể xác. Tiếp theo là về những lợi ích và đòi hỏi của tình yêu hôn nhân. Tình yêu hôn nhân giữa hai vợ chồng là một toàn thể nhắm đến một sự hiệp nhất sâu xa giữa hai con người trọn vẹn, mà ngôn ngữ triết học gọi là sự hiệp nhất giữa hai ngôi vị. Vì sự kết hợp đó không chỉ là sự hiệp nhất của thể xác, nhưng là sự hiệp nhất đến độ chỉ còn một trái tim, một tâm hồn mà thôi. Chính vì vậy, tình yêu ấy đòi hỏi sự bất khả phân ly và trung tín trao hiến cho nhau cách dứt khoát. Tình yêu ấy cũng hướng đến việc sinh sản con cái. Về tính cách duy nhất và bất khả phân ly của hôn nhân. Ngay từ bản chất, tình yêu vợ chồng đòi hỏi sự duy nhất và bất khả phân ly. Bởi vì họ không còn là hai mà là một xương một thịt. Sự hiệp thông nhân vị này được củng cố, được thanh luyện và được hoàn thiện nhờ bí tích hôn phối. Do đó, họ được hiệp thông trong tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh. Giáo hội nhìn nhận sự bình đẳng về phẩm giá giữa hai vợ chồng. Chính trong tình yêu thương trọn vẹn và hỗ tương ấy, tính đơn nhất của hôn nhân được Thiên Chúa xác nhận một cách rõ ràng. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, như thế, tục đa thê là trái với phẩm giá và sự bình đẳng của hôn nhân, vì tình yêu hôn nhân có tính duy nhất hay đơn nhất và độc hữu. Tình yêu hôn nhân đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thủy với nhau. Đây là kết quả của việc hai người đã tự hiến cho nhau qua bí tích hôn phối. Tình yêu đòi hỏi sự dứt khoát, không được tạm bợ. Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế mục vụ đã nói, sự liên kết mật thiết đơn nhất chính là sự tự hiến của hai người cho nhau. Cũng như vì lợi ích của con cái, đòi buộc hai vợ chồng phải hoàn toàn trung tín với nhau, bất khả phân ly. Ngoài ra, còn có thể kể ra đây lý do sâu xa nhất vốn đòi hỏi hai vợ chồng phải chung thủy, đó là tình yêu hôn nhân dựa trên sự trung tín của Thiên Chúa với giao ước của người, dựa trên sự trung thành của Đức Kitô với Hội Thánh. Sau cùng là việc đón nhận con cái. Tự bản chất, định chế hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc sinh sản và giáo dục con cái như là chóp đỉnh để hoàn trọn hôn nhân. Vì lời Thiên Chúa đã phán, ngay từ thuở ban đầu, Ngài đã dựng nên một người nam và một người nữ, và Ngài đã chúc phúc cho họ rằng hãy sinh sôi nảy nở. Cũng vậy, lời sách Thánh Vịnh đã nói, con cái là ân huệ cao quý của hôn nhân, và cũng chính con cái đóng góp cho việc kiến tạo hạnh phúc của cha mẹ. Bên cạnh đó, còn có nhiều mục đích khác của đời sống hôn nhân, nhờ đó Thiên Chúa làm cho gia đình nhân loại ngày càng tiến triển phong phú. Tình yêu vợ chồng còn được phong phú thêm nhờ hoa quả của đời sống luân lý, đời sống tinh thần và siêu nhiên, được cha mẹ truyền cho con cái qua việc giáo dục. Theo nghĩa này, một trong những mục tiêu nền tảng của hôn nhân và gia đình là phục vụ cho sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về những hiệu quả, lợi ích và những ràng buộc của bí tích hôn phối. Có thể tóm tắt rằng, hai đặc tính của hôn nhân công giáo là đơn nhất và bất khả phân ly, và hai mục đích chính yếu của hôn nhân là yêu thương bổ túc lẫn nhau, nhờ đó sinh sản và giáo dục con cái. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói thêm về những hoàn cảnh đặc biệt trong đời sống hôn nhân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình. Mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện, xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dẫn đàn con, sống theo tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa, xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình. Mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu người cha, hiếu tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, sau khi đã rút ra những bài học áp dụng cho giáo hội và đời sống tín hữu từ sách Các Vua, chúng ta tạm khép lại việc học hỏi cuốn sách này. Hôm nay, vị giáo sư sẽ chia sẻ với chúng ta một vài ý tưởng về dẫn nhập để đọc các sách ngôn sứ. Hình như chúng ta đã qua một bước ngoặt mới rồi trong cái việc đọc liên tục Kinh Thánh. Nghĩa là hôm nay chúng ta bắt đầu đọc vào các sách ngôn sứ, đúng không? Bây giờ bài hôm nay, để cho nó dễ, cần có một cái dàn bài. Tôi nói trước cái dàn bài thế này. Thứ nhất, dẫn nhập và kết luận. Trong ngoài dẫn nhập và kết luận còn ba phần. Thứ nhất, ngôn sứ là gì? Nghĩa là cái chữ Nabi. Tiếng Hebrew đó, nó có nghĩa là gì? Số 2, cái ai là ngôn sứ ở trong lịch sử cứu độ? Tức là chúng ta nói về phong trào ngôn sứ trong lịch sử cứu độ, lịch sử dân Chúa. Cái thứ ba, ngôn sứ loan truyền cái gì? Tức là nói về giáo lý ngôn sứ, hay giáo lý sứ ngôn. Đó là ba phần mà chúng ta sẽ nói hôm nay, ngoài cái phần dẫn nhập và phần kết luận. Bây giờ trước khi đi vào bài phần chính á, thì cái phần dẫn nhập, tôi xin giới thiệu cho anh chị em lại một vài cái mốc lịch sử mà chúng ta đang đi như lần trước vậy. Nhưng mà lần này những cái mốc này nó có liên quan đến các ngôn sứ. Trong cái mốc này tôi giới thiệu có hai cái cột theo thời gian chiều dọc. Thời gian đi từ nguồn, từ trên cao đi xuống, cho tới thời Chúa Kitô. Hai cái trục này không phải là khác nhau mà là một. Nhưng mà để dễ phân biệt á, tôi ghi một số mốc điểm thời gian ở bên tay trái là liên quan đến những sự kiện trong lịch sử của vương quốc phía Bắc
tức là Israel. Còn bên tay phải đó là vương quốc phía Nam, tức là Juda. Trước khi chúng ta kê một vài tên ngôn sứ quan trọng á, thì tôi đánh dấu một vài cái mốc quan trọng. Tôi đánh dấu những con số này nha, rồi quý vị đoán thử coi nó là cái biến cố gì. 722, biến cố gì đó? 587 là biến cố gì? Đây là khoảng thời gian mà chúng ta đang đọc trong sách Kinh Thánh, đúng không? Lần trước đó, chúng ta đọc sách các vua, nói tới các vua như là Ezekiah, Manasseh, Amon. Ông vua Ezekiah là ông vua tốt, còn trong khi đó cái ông vua Manasseh là ông vua xấu, đúng không? Nó liên quan đến những cái mốc này. 722 là sự cố gì? Quan trọng lắm. Samaria thất thủ. Samaria là cái gì? Là thủ đô của vương quốc phía Bắc. Thất thủ trước đế quốc nào? Đế quốc Assur. Assur là một đế quốc rất là lớn. Nó nằm ở phía bên đông của Palestine. Nó là vùng Kandê đó, tức là Iran, Iraq ngày nay đó. Năm 587 thì mới đến vương quốc phía Nam sụp đổ. Như vậy năm 587 đó là lúc Jerusalem bị vây. Nhưng mà không phải đế quốc Assur vây nữa. Lúc đó đế quốc Assur cũng tan tành mây khói bởi một đế quốc khác thay thế nó rồi. Thế thì lúc đó cái đế quốc mới đó mới dẫn quân đến vây Jerusalem. Rồi bắt nhiều người ưu tú Jerusalem đem đi đày. Ở đâu? Babylon. Cho nên cái này chúng ta gọi là biến cố lưu đày. Mà lưu đày này lưu đày Babylon. Từ năm 587 cho tới khi trở về lại đất của dân Do Thái là năm 538, bởi một cái ông đế quốc mới đánh tan đế quốc Babylon. Đế quốc mới đó là đế quốc Ba Tư. Ông vua đó là ông vua Cyrus. Và Thánh Kinh nhìn Cyrus như là một đấng Messiah vậy. Bởi vì nằm trong dự kiến của Thiên Chúa để trả dân Do Thái trong số những người bị lưu đày ở Babylon về quê hương. Thì cái sự quan phòng ấy của Thiên Chúa đã trả dân Do Thái trở về lại Palestine để họ xây dựng lại đất nước. Nằm trong tiến trình Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa. Các anh chị đọc sách thánh từ đầu tới giờ luôn luôn nhớ trong đầu mình bốn cái chủ đề hết sức quan trọng, đừng bao giờ quên. Nó là cái sợi dây đỏ xuyên suốt. Bốn cái chủ đề đó là: thứ nhất, tuyển chọn. Chúa tuyển chọn dân, hay Chúa tuyển chọn người này người kia, lãnh tụ này lãnh tụ kia. Không phải con người ta tự mình quyết định đâu, mà theo cái nhãn giới Kinh Thánh là chính Chúa chọn. Ví dụ David, ngay cả Abraham cũng vậy. Đề tài thứ hai, lời hứa. Chúa hứa với Adam nè, rồi sau đó tới Noe nè, tới Abraham, rồi tới Môsê. Đặc biệt là sách Ngũ Thư là một cuốn sách nói về những lời hứa. Đề tài thứ ba quan trọng lắm, là đề tài gì? Gần như là đề tài này nó choáng hết mọi cái ý tưởng khác, đề tài khác trong Kinh Thánh. Đề tài gì? Cho tới tận Chúa Giê-xu và cho tới chúng ta hôm nay. Cái ý tưởng gì vô cùng quan trọng của Kinh Thánh? Giao ước. Và hiện tại chúng ta cũng đang sống trong giao ước. Giao ước cũ, Đức Kitô đến, giao ước mới. Và chúng ta đây đang sống trong giao ước. Thiếu phạm trụ giao ước thì không còn là đạo Do Thái Kitô giáo nữa. Và đề tài cuối cùng, để thực hiện giao ước cần phải có điều kiện. Điều kiện của giao ước là gì? Sự trung thành của dân. Còn đối với Thiên Chúa thì Thiên Chúa luôn luôn là đấng trung thành. Cho nên dân phải trung thành. Nhưng mà để thực hiện, để bày tỏ một cách cụ thể cái sự trung thành, thì dân phải làm gì? Phải sống lề luật. Tức là 10 giới răn đó, đề ca lô vậy đó.
Năm 538, Chúa đã quan phòng cho một đế quốc mới lớn lên đánh tan đế quốc Babylon, đó là đế quốc Ba Tư, với cái sắc lệnh của ông vua Cyrus trả tất cả dân đang cầm tù ở đế đô trở về quê quán của họ, trong đó có dân Do Thái. Biến cố 538. Trong cái sự quan phòng này, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa. Lời hứa đó là lời hứa gì mà hôm nay chúng ta sẽ nói tới trong ba cái mục sắp tới đây. Rồi nhé, chúng ta đánh dấu hai cái này, 722, 587 là hai cái mốc hết sức quan trọng. Một bên liên quan tới vương quốc phía Bắc, một cái liên quan tới vương quốc phía Nam. Rồi bây giờ chúng ta điểm qua vài ngôn sứ quan trọng. Trước 722 nè, có một ngôn sứ đầu tiên mà có viết sách về chính mình, đó là Amos. Sau Amos và có những thời gian đồng thời với Amos, đó là tiên tri Hosea. Còn song song bên kia đó, khoảng năm 740 xuất hiện một ông ngôn sứ rất lớn và nhắc đi nhắc lại hoài trong các bài đọc kinh thánh, Isaiah. Nhưng mà Isaiah này người ta bảo là cuốn sách của ông viết đó, không phải toàn bộ do ông viết, mà từ chương 40 trở đi là có môn đệ của Isaiah viết, cho nên người ta phân biệt ra ba ông Isaiah. Isaiah thật sự là 740 cho tới khoảng năm 700. Sau ông, đệ tử của ông viết tiếp tục cái tinh thần của Isaiah, gọi là Isaiah thứ hai, viết trong thời lưu đày Babylon. Rồi sau lưu đày, nghĩa là hồi hương đó, thì cái tinh thần của Isaiah tiếp tục ảnh hưởng trên dân Do Thái, thì cái đệ tử của ông tiếp tục viết ra cái cuốn sách từ chương 56 đến 66. Đó là Isaiah thứ ba, Isaiah đệ tam. Như vậy, một ông trước lưu đày là Isaiah thật, rồi đến Isaiah đệ nhị là trong lưu đày, và Isaiah đệ tam là sau lưu đày, tức là thời gian hồi hương. Song song thời gian của Isaiah có một ông tiên tri khác có liên quan đến Đấng Messiah, tiên tri Micha. Bethlehem Ephrata, tự nơi ngươi nhỏ bé có, sẽ mọc lên đấng cứu tinh. Bài đọc vào mùa Noel. Rồi ông Jeremiah đó, trước lưu đày Babylon một chút, khoảng 640 đến 620 gì đó, 627 đến 587, tức là ngay trước lúc bị lưu đày đó, là thời gian của ngôn sứ Jeremiah. Còn trong lưu đày từ 587 đến năm 538, có một tiên tri đồng thời với Isaiah đệ nhị. Thật ra Isaiah đệ nhị là không phải là tiên tri, cho bằng là các môn đệ của tiên tri Isaiah viết tiếp tục cuốn sách của ông. Còn ngôn sứ thật sự ở đây á là cái ông này, Ezekiel, trong lưu đày. Đó là những ông lớn cần phải nhớ. Ngoài ra còn có những ông tiên tri nhỏ. Những tiên tri nhỏ ngoài Amos, Hosea, Micha, còn có mấy ông như là Sophonia, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Haggai thì sau lưu đày, Zachariah, Malachi, Joel. Đấy, những người đó không cần ghi, ghi nhiều nó rối. Từ từ chúng ta đọc, chúng ta nhớ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Bàn tay nào đưa tôi vươn qua
những phong ba một thời gian khó. Bàn tay nào đã diêu dắt tôi qua những nẻo đường tối tăm mịt mùng? Bàn tay nào đã nâng tôi lên từ vực sâu yêu đuối thấp hèn? Bàn tay nào chạm đến linh hồn tôi chân ăn vô về đời tôi? Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại của lịch sử giáo hội. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả lãnh đạo giáo hội trong khoảng 21 năm, từ năm 440 đến năm 461. Dưới thời Antila cai trị dân Hung Nô, người ta gọi thời kỳ này là cái roi của Thiên Chúa giáng xuống trừng phạt con người. Lúc ấy, dân Man Di từ các bộ tộc đến xâm chiếm nước Ý. Sau 3 năm chiếm đóng và cai trị thành phố Aquila, vua hành quân về phía Roma. Tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ của dân chúng, vị giáo hoàng Leo thân hành đến gặp Antila, đề nghị dân Man Di rời khỏi Roma để không gây tổn thất cho giáo hội. Sử liệu ghi lại rằng, vào tháng 8 năm 452, vó ngựa của lãnh chúa Attila của quân Hung Nô đã giày xéo khắp châu Âu. Cả kinh thành Roma run sợ khiếp vía. Nhưng chính lúc đó, giáo hoàng kêu gọi cả thế giới hy sinh cầu nguyện cho giáo hội. Quân Hung Nô rầm rập tiến về Roma và dừng lại bên bờ sông Misio. Đức Giáo Hoàng Leo Cả cùng với các tín hữu đứng thành đoàn rước tiến ra phía bờ sông. Theo sau ngài là một đoàn gồm các giám mục, linh mục và tu sĩ. Họ vừa đi vừa hát thánh ca và thánh vị. Khi hai bên tiến sát gần nhau, lãnh chúa Attila vẫn ngồi bất động trên ngựa. Những lời thánh ca và thánh vị đã tác động đến tâm hồn. Ông cảm thấy như có sức mạnh, lửa hận thù trong ông như bị dập tắt, khiến ông phải buông kiếm. Ông đã ra lệnh rút quân một cách nhẹ nhàng, trả lại sự bình an cho giáo hoàng và đoàn dân chúa. Khi lãnh đạo giáo hội, Thánh Giáo Hoàng Leo là người sống hết mình cho đoàn chiên. Ngài không ngừng nhắc nhở các tín hữu thể hiện đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Luôn phải ý thức mình là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người. Ngoài ra, Thánh Giáo Hoàng còn là người có cách ứng xử khôn ngoan với các nhóm lạc giáo của Etike, sai lạc về niềm tin. Họ cho rằng, trong mầu nhiệm nhập thể, Chúa Giê-xu chỉ là một con người, hoặc con Thiên Chúa chỉ mang lấy hình dáng bên ngoài, chứ không phải là người thật. Trong khi đó, giáo hội luôn xác tín rằng, con Thiên Chúa có hai bản tính, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật. Trước sự sai lạc đó, Ngài đã rút phép thông công những ai cố chấp đi theo lạc giáo, đồng thời truyền đốt hết sách vở có liên quan đến lạc giáo. Để chấm dứt tình trạng rối ren này, vị giáo hoàng đã cho triệu tập công đồng chung tại Casedoni. Với sự tham dự của hơn 630 giám mục, nhờ đức khôn ngoan, tài ngoại giao và ảnh hưởng lớn của ngài với các hoàng đế, công đồng đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngài còn đặc biệt chăm lo đến hàng giáo phẩm. Ngài khuyên các giáo sĩ hãy sống một đời sống thánh thiện gương mẫu và không được tham gia vào các chức vụ trong xã hội. Trước những thế lực trần gian, Ngài luôn lo lắng cho vận mệnh của giáo hội. Ngài đã viết rất nhiều thông điệp để bênh vực giáo hội và khuyên nhủ các tín hữu giữ vững đức tin.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho giáo hội vị thánh giáo hoàng khôn ngoan và khiêm tốn, để Ngài lãnh đạo đoàn tín hữu khỏi những lạc thuyết sai lầm. Noi gương thánh giáo hoàng Leo cả, xin cho mỗi người chúng con ý thức sứ vụ rao truyền chân lý đức tin cho những người chưa biết Chúa, biết làm triển nở hoa trái đức tin trong đời sống, để ngày càng có thêm nhiều người tin nhận và yêu mến thánh văn Chúa. Amen. Bàn tay nào ôm cao đẹp quá, dẫn tôi xa cuộc đời gian trá. Bàn tay nào vẫn hằng thiết tha, tha thiết đậm đà xót thương hai hà. Bàn tay nào dệt nên bài ca, một bài ca tin mến bao la. Bàn tay nào làm sáng cuộc đời ta, ước mơ chan hòa từ đây. Chính bàn tay Ngài đưa tôi đi qua, dìu dắt tôi, đỡ nâng tôi, chạm đến linh hồn tôi. Chúa ơi, ôi tình yêu thắm sâu, từ lâu tới nay lòng tôi bao đổi thay. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.